Đôi mắt góp phần lớn vào việc tạo nên vẻ đẹp, sức sống và thần sắc của người phụ nữ. Vì lý do đó mà chúng ta thường quan trọng việc trang điểm, nhấn nhá vào đôi mắt và chăm sóc mắt. Di chuyển ngoài đường, gió bụi, sau một ngày làm việc, các bước chăm sóc chỉ làm sạch bên ngoài, nhưng chúng ta cũng cần sạch sâu bên trong. Nên sau khi rửa mặt, tẩy trang, Hương cũng không quên rửa mắt. Và Hương đã tin tưởng sử dụng dung dịch rửa mắt từ Nhật Bản vừa xuất hiện tại Việt Nam giúp rửa và làm sạch mắt. Dung dịch rửa mắt từ Nhật Bản đã giúp Hương hiểu và chăm sóc đôi mắt mỗi ngày.